Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi thu dọn xong chiến trường tại tổ địa, thì đại trưởng lão liền cho triệu tập tất cả cao tầng cơ gia tiến vào trong tổ địa có chuyện muốn tuyên bố, mà trong những người này cũng có cơ đạo Lăng và cơ đạo Nguyên. Mặc dù trong lòng đều rất nghi hoặc, không biết tại sao đại trưởng lão lại đột nhiên triệu tập như vậy, thế nhưng do là mệnh lệnh của đại trưởng lão, nên bọn họ không thể không nghe. Vừa đặt chân tiến vào tổ địa, cả đám người liền cảm nhận được bầu không khí có chút cổ quái ở nơi đây chưa kể tới là không thấy bóng dáng một cường giả tuần tra nào cả thì nhìn qua tổ địa giống như vừa phát sinh một trận chiến vậy làm cả đám người nghi hoặc không thôi không biết tổ địa đã phát sinh chuyện gì mặc dù nghi hoặc là thế nhưng cũng không có ai lên tiếng hỏi cả mà vẫn lặng yên đi theo tên cường giả dẫn đường tiến nhập một cái đại điện bên trong lâu đài cổ ngay khi vừa đi vào thì đám người đã thấy cơ như nguyệt ngồi bể nghệ tại vị trí dành cho gia chủ cơ gia mà đứng ở bên cạnh nàng lại là cơ hồng trần nhìn thấy một màn này cơ đạo nguyên tức khắc người sắc mặt đại biến vội vàng lên tiếng bảo cơ như nguyệt đi xuống còn cơ đạo lăng thấy vậy thì trên mặt hiện rõ tức giận quát lớn cơ như nguyệt ai bảo ngươi ngồi ở trên đấy mau cút xuống cho ta nói dứt lời hắn liền hạ lệnh cho hai tên võ giả bên cạnh mình xuất thủ đem cơ như nguyệt mang xuống thế nhưng còn không chờ hai tên kia xuất thủ thì một tiếng quát lạnh liền vang lên dừng tay thanh âm này vừa dứt đã thấy vô số cường giả từ hai bên nhanh chóng đi ra đại điện mà người dẫn đầu chính là đại trưởng lão thấy đại trưởng lão đi ra trong con ngươi cơ đạo lăng hiện ra một tia sắc bén vội vàng lên tiếng nói đại trưởng lão cơ như nguyệt và cơ hồng trần không hiểu quy củ lại tùy tiện ngồi ở vị trí gia chủ như thế thì phải bị tội gì thế nhưng cơ đạo lăng vừa nói dứt lời thì rất nhiều cường giả cơ gia vừa đi vào đại điện đều quỳ một chân trên đất hướng cơ như nguyệt cung kính hành lễ lớn tiếng nói thuộc hạ gặp qua gia chủ thanh âm to rõ này quanh quẩn khắp đại điện làm cho đám võ giả vừa mới tiến vào tổ địa đầu ván mắt hoa cả đám chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn trong nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra về phía cơ đạo lăng chứng kiến một màn này trong con ngươi hắn hiện rõ vẻ khó có thể tin hắn liền quay sang nhìn đại trưởng lão kinh sợ lên tiếng hỏi đại trưởng lão đây là chuyện gì thế nhưng trả lời hắn lại là một tiếng quát lạnh cơ đạo lăng ngươi còn không bái kiến gia chủ sao nghe đại trưởng lão nói vậy ánh mắt cơ đạo lăng liền trở nên đỏ thẫm hắn gầm lên quát lão tổ ở đâu ta muốn gặp lão tổ thế nhưng ngay khi hắn vừa nói dứt lời thì một đạo hồng quang liền hiện lên trực tiếp đem cả người hắn tát bay ra ngoài ngã lăn trên đất chứng kiến một màn bất ngờ này làm mọi người ở đây nhất thời dại ra, không ai ngờ đến, trung kỳ đỉnh phong võ đế như cơ đạo lăng, vậy mà bị cơ hồng trần trực tiếp tác bay như thế. Đúng lúc này, ngồi ở vị trí gia chủ, cơ như nguyệt cũng lên tiếng, ma tạp lạp tiền bối, xin thỉnh ra tay đi. Lời này vừa ra, một thân ảnh như quỷ mị liền xuất hiện, trong nháy mắt đã thấy ma tạp lạp xuất hiện trước người mấy tên cường giả cơ gia, sau đó hạ xuống sinh tử hồn phù. Mà những tên có ý định phản kháng, thì ngay lập tức bị cường giả ở bên cạnh chế trụ lại cũng chỉ có thể mắc mở trừng trừng nhìn bản thân mình bị hạ xuống sinh tử hồn phù mà thôi. Thế nhưng cơ đạo lăng và đám thuộc hạ của hắn thì không có bị hạ xuống sinh tử hồn phù, mà vẫn đứng đó kêu gào, đại trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm cái gì, ta muốn gặp lão tổ. Đại trưởng lão nghe vậy thì cười nhạt một tiếng lạnh giọng nói, nếu ngươi muốn gặp lão tổ, thì có thể xuống địa ngục để gặp qua một lần, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Trong khi cơ như nguyệt còn đang chỉnh đốn cơ gia, thì lúc này ở bên ngoài phủ đệ, hơn chục chiến hạm của mặt gia, do mặt đoạn minh dẫn đầu tiến đến lớn tiếng quát, người nhà họ cơ, mau lăn ra đây cho lão phu lời này vừa nói ra lập tức đám võ giả trong phủ đệ cơ gia liền tập hợp lại đi ra nghênh chiến thế nhưng do cơ gia dòng chính đều đã tiến hết vào trong tổ địa nên hiện tại ở trong phủ đệ cũng chỉ có một ít võ giả ngoại vi thôi mà người mạnh nhất trong số đó cũng chỉ là sơ kỳ võ đế cho nên ngay khi thấy người dẫn đầu võ giả của Mạc gia đến đây chính là đại trưởng lão của Mạc gia tu vi là hậu kỳ võ đế nên không một tên võ giả nào của cơ gia ở đây dám xuất thủ tấn công cả về phía mặt đoạn nguyên không thấy đại trưởng lão cùng đám võ giả cao tầng của cơ gia xuất hiện, chỉ để mấy tên le ve bên dưới ra mặt như vậy, làm hắn tức giận không thôi. Và sau một hồi quát tháo, cũng không thấy một tên cường giả nào của cơ gia xuất hiện, hắn liền hạ lệnh tấn công cơ gia ngay. Sau một khắc, toàn bộ chân nguyên pháo ở trên chiến hạm đều được bắn ra, mang theo uy lực tương đương với một kích của võ đế, trực tiếp đánh lên trên đại trận bên ngoài phủ đệ cơ gia, làm cho đại trận kịch liệt lay động. Một kích cảnh cáo qua đi, vẫn không thấy cường giả của cơ gia xuất hiện, làm mặt đoạn minh triệt để tức giận đây chẳng khác nào là không coi hắn ra gì thế là hắn liền hạ lệnh tiếp tục tấn công đem đại trận bảo vệ phủ đệ cơ gia đánh tan theo đó toàn bộ chân nguyên pháo trên đỉnh đầu lại lần nữa tích tụ lực lượng chuẩn bị phát động công kích đợt hai thì đúng lúc đó ở phía xa trong phủ đệ mấy đạo lưu quan liền lao ra trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời cơ gia ngay sau đó là thanh âm quát lạnh của đại trưởng lão vang lên mặt đoạn minh người dám đến cơ gia ta dương oai đây là không muốn sống nữa sao thấy cao tầng của mặt gia cuối cùng đã xuất hiện mặt đoạn minh liền lớn tiếng quát ngay cơ đức uy lần trước mặt vũ cực đến cơ gia ngươi để đòi lại công đạo thế mà lại bỏ mạng tại đây ngay cả thi cốt cũng không còn hôm nay ta đến đây là vì chuyện này nếu cơ gia ngươi không xử lý thỏa đáng thì mặt gia chúng ta nhất định sẽ đem cơ gia các ngươi huyết tẩy lời này vừa được nói ra thì một tiếng quát lạnh ở trong đám người cơ gia liền vang lên muốn huyết tẩy cơ gia ta sao khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn thanh âm vừa hạ xuống đã thấy cơ như nguyệt từ trong đám người đi ra trong mắt nở rộ hàng mang nhìn chằm chằm mặt đoạn minh thấy người lên tiếng chỉ là một cái vãn bối ánh mắt mặt đoạn minh hiện rõ khinh thường lên tiếng chỉ là một cái vãn bối mà thôi cũng dám ở đây lên tiếng mau cút về cho ta thế nhưng ngay sau đó lại làm mặt đoạn nguyên kinh ngạc là khi hắn vừa nói dứt lời thì tất cả cường giả cơ gia trên mặt đều hiện lên tức giận hướng hắn gầm lên quát lớn hơn nữa hắn còn phát giác ra vị trí đứng của cơ như nguyệt hết sức đặc thù ở vào mọi người phía trước mà càng làm hắn kinh hãi hơn là bản thân hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của cơ như nguyệt trong khi còn đang nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra thì lúc này thanh âm của cơ hồng trần đã vang lên đem hắn thanh tĩnh trở lại mặt đoạn minh đại trưởng lão đã tự xưng là tiền bối như thế không biết có thể cùng vãn bối như ta giao thủ một trận không mặt đoạn minh nghe vậy thì cười nhạt một tiếng ánh mắt liền quét qua cơ hồng trần tức khắc làm cho sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn ra bởi vì hắn nhận thấy khí tức trên người cơ hồng trần hết sức ngưng luyện tu vi của nàng ta cũng đã bước vào võ đế trung kỳ thấy sắc mặt này của mặt đoạn nguyên cơ hồng trần cười nhạt lên tiếng trào phúng nói đường đường là mặt gia đại trưởng lão chẳng lẽ lại sợ cơ hồng trần ta sao nghe được mấy lời này mặt đoạn minh tức đến tối sầm mặt lại hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi cơ hồng trần thậm chí còn không thèm đem nàng để vào mắt thế nhưng nếu hắn xuất thủ mặc dù có thắng khi truyền ra ngoài cũng chỉ là ý lớn hiếp nhỏ mà thôi thế là hắn liền lên tiếng ngươi còn chưa xứng để lão phu xuất thủ đối phó với ngươi mặt gia ta tự có người tiếp chiến nói đến đây mặt đoạn minh quay đầu nhìn về một tên trung niên nam tử lên tiếng vũ xích ngươi lên tiếp chiến đi xuất thủ phải có chừng mực không thể giết người được nghe đại trưởng lão nói vậy tên trung niên nam tử kia liền tiến lên phía trước ánh mắt mang theo một chút không nghiêm túc đảo qua thân hình nóng bỏng của cơ hồng trần một lượt sau đó lên tiếng ba chiêu đem ngươi đánh bại về phía cơ hồng trần nghe đối phương nói vậy thì nàng cười ha hả nói nếu ngươi đã muốn ba chiêu thì ba chiêu đi ngay khi cơ hồng trần vừa dứt lời thì tên trung niên nam tử kia cũng xuất thủ ngón tay hắn điểm ra một chỉ theo đó một đạo hỏa diễm tuôn ra hóa thành một mũi tên hướng cơ hồng trần lao tới nhìn thấy công kích dạng này của đối phương khóe miệng cơ hồng trần hiện lên nụ cười lạnh nàng liền hướng phía mũi tên kia thổi ra một hơi một đạo chân nguyên từ trong miệng nàng liền phun ra trong nháy mắt đã đem hỏa tên kia dập tắt ngay sau đó là thanh âm tràn đầy giễu cợt của nàng vang lên nói hôm nay cũng không phải là sinh nhật của ta ngươi cũng không cần phải để ta thổi nến như vậy chứ mọi người đứng bên ngoài thấy vậy thì con ngươi cũng nhanh trừng bạo không ai nghĩ tới thực lực của cơ hồng trần lại mạnh đến như vậy chỉ một hơi mà đã thổi tắt công kích của mặt vũ xích rồi mà mặt vũ xích thấy vậy thì có chút giật mình ánh mắt liền phát lạnh hai tay hắn hóa chảo đánh ra tức khắc ngập trời hỏa diễm liền ngưng tụ hóa thành hai cái hỏa diễm cự long dài gần 10 trượng, hướng về cơ hồng trần đánh tới. Đối mặt với công kích này, cơ hồng trần không chút hoảng sợ, trên miệng hiện lên nụ cười đầy cao ngạo, nàng liền vung tay lên, theo đó, áo choàng đỏ trên người nàng liền mở rộng ra, trong nháy mắt đã đem mặt vũ xích bao vây lại, hiển nhiên, áo choàng này cũng là một kiện trọng bảo. Bị vô tận màu đỏ áo choàng bao lại, làm ai cũng không thể nhìn thấy mặt vũ xích, ngay cả mặt đạo minh cũng thế, trên mặt hắn hiện rõ vẻ khiếp sợ. Không chỉ có riêng hắn, mà đám võ giả mặt da cũng đều ngưng mắt nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nếu đổi lại là bản thân bị bao vây vào trong đó thì liệu có thể phá giải thoát khốn ra ngoài được không ý nghĩ này vừa hiện lên thì không lâu sau mặt vũ xích đã thoát khốn xông ra thế nhưng làm cho bọn hắn kinh hãi là mặc vũ xích lại không có hướng cơ hồng trần công kích mà lại xông thẳng vào đội ngũ võ giả mặt gia điên cuồng xuất thủ trong nháy mắt đã có vài tên bị hắn đánh cho nổ banh xác còn những tên khác thì bị đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài sau một hồi như phát hiện có điều không đúng nên mặc vũ xích mới dừng tay lại và khi nhìn thấy đám võ giả mặt da bị mình đánh cho tử thương, làm hắn không khỏi kinh sợ thất thanh lên tiếng nói, làm sao lại thế này, rõ ràng là ta hướng cơ hồng trần xuất thủ cơ mà. Qua hai chiêu bị cơ hồng trần đùa giỡn như vậy, làm mặt vũ xích cảm thấy bản thân đã mất hết thể diện, khiến hắn tức giận gầm lên một tiếng, kinh khủng hỏa diễm trên người hắn liền bốc lên, giờ phút này, hắn muốn thi triển ra đại sát chiêu của mình. Và sau một hồi xúc tích lực lượng, thì thân hình hắn như một quả cầu lửa hướng cơ hồng trần lao tới. Về phía cơ hồng trần, đối mặt với công kích đó, nàng không tránh không né, một trảo lộ ra giống như xuyên thấu hư không trong nháy mắt đã đem phòng ngự của mặt vũ xích phá vỡ thủ trảo ngay lập tức túm lấy cổ của tên này một cổ kinh khủng chân nguyên cũng theo đó mà bạo phát ra đem xương cốt cả người mặt vũ xích trấn nát khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường cơ hồng trần liền đem tên này ném sang một bên sau đó lớn giọng trào phúng nói đây chính là cái mà mặt gia gọi là cường giả sao cũng không tiếp nổi ba chiêu nội dung tập này đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo